Xin kính chào quý cô chú bác anh chị và tất cả các bạn đang theo dõi kênh Ngọc Dào TV. Và trong video ngày hôm nay thì Ngọc Dào xin chia sẻ với quý cô chú và tất cả mọi người món ha, mứt dừa non ngũ sắc. Và để làm món này thì Dào đã chuẩn bị ở đây là 1,5kg dừa non, cơm dừa non đó mọi người. Và Dào chuẩn bị một cái thau nước, cho vào đây một ít muối và chanh nữa nha. Mình cho muối và chanh vào đây để giúp cho cái phần cơm dừa của mình nó được sạch cũng như là nó dừa trắng ra đó mọi người. Mấy cái hột chanh này á mình hớt bỏ nha mọi người. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều cái phần nước này lên. Và mình bắt đầu thái những cái cơm dừa ra thành những cái sợi có độ dày khoảng chừng như là cây đũa, như chiếc đũa nha. Mình sẽ cho qua một cái thau bự hơn để cái này nó đầy quá đó mọi người. Mình cho thêm một ít nước cho nó ngập phần cơm dừa của mình. Và mình sẽ ngâm cái phần cơm dừa này 30 phút. Rồi sau đó mình đem đi rửa thiệt là sạch với nước nhiều lần luôn nha. Để cho cái phần cơm dừa của mình, nước cơm mình rửa cho nó sạch đó thì khi mình sên nó không có bị chảy nước. Rửa cho đến khi nào mà cái phần nước nó trong lại và không còn đục nha mọi người. Và đây là cái phần cơm dừa mình đã rửa xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một bước nữa là trộn sơ cái phần cơm dừa non này nha. Trộn sơ như vậy thì đảm bảo là nó sẽ không bị chảy nước đâu mọi người. Mình bắt lên bếp một cái nồi nước, đợi nồi nước nó sôi thì mình cho hết cái phần cơm dừa này vào để mình trần sơ qua nước sôi nha. Mình sẽ trần khoảng chừng 1 đến 2 phút. Cái phần nước nó sôi lại như thế này là mình tắt bếp được rồi mọi người nha. Tắt bếp ra rồi mình sẽ vớt ra nha. Trong quá trình nấu á, mình cũng sơ qua sơ lại cho cái phần cơm dừa của mình nó ra cái phần dầu ra nha mọi người. Mình tắt bếp và mình sẽ vớt ra và cho vào trong cái thau nước lạnh. Phần cơm dừa này mình sẽ đem đi rửa lại thêm 4 đến 5 lần nước nữa, đảm bảo cho cái phần cơm dừa non của mình nó thiệt là sạch nha. Rửa sạch xong thì mình sẽ cho ra một cái xề như thế này nè, để cho nó ráo nước á mọi người. Rồi mình mới ướp đường nha. Với 1,5kg cơm dừa thì mình sẽ sử dụng khoảng 1 đến 1,2kg đường. Đây là cơm dừa non nên mình sử dụng đường hơi nhiều hơn so với cơm dừa bánh tẻ. Rồi các nguyên liệu để làm cái phần mứt dừa non ngũ sắc thì gồm có 1,5kg dừa mình đã sơ chế xong rồi nè mọi người. Rửa sạch và để ráo, trụng sơ qua nước sôi. Ở đây mình sử dụng 1,2kg đường. Nhưng mình sử dụng 1,2kg đường á, thì nó hơi dư đó mọi người. Nếu mọi người có làm thì sử dụng 1kg là ok. Sữa đặc này mình sẽ cho thêm khoảng 1 đến 2 muỗng cho mỗi màu. Sữa tươi thì mình sẽ làm cái màu trắng đó mọi người. Sữa tươi mình cho vào cái phần dừa màu trắng để cho dừa nó có màu trắng và nó thơm nữa. Đây là màu xanh dương của hoa đậu biếc. Mình bắt nước sôi và cho hoa đậu biếc vào ngâm ra. Còn đây là màu lá dứa.
Lá dứa thì mình mỗi lần sử dụng 100g lá dứa xay với 200ml nước. Mình lắng để lắng lấy cái phần màu đậm ở phía dưới nha. Còn đây là nước thanh long đỏ. Thanh long mình sấy ra rồi mình vắt lấy nước. Còn đây là màu vàng của hạt dành dành. Mình sử dụng nước sôi và hạt dành dành mình đập dập ra. Rồi mình ngâm thì sẽ ra được cái phần nước này. Và các nguyên liệu để làm cái phần mứt dừa non ngũ sắc của mình đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ thì cơm dừa mình sẽ chia ra làm 5 phần, mỗi phần là 300g. Thì tương đương với phần đường là 240g mỗi phần nha mọi người. Phần đường thì mọi người có thể sử dụng khoảng 1kg và chia ra làm 5 phần thì mỗi phần 200g thôi là cũng vừa đó mọi người. Mình sử dụng 1kg 2 thì nó hơi dư đó. Mình trộn đều cái phần dừa với lại đường và nước màu nha. Sau đó thì mình sẽ bọc bằng thực phẩm lại và ướp cái phần đường này khoảng từ 8 đến 12 tiếng. Và đây là cái phần dừa mình đã ướp đường qua đêm rồi nè mọi người. Đường nó đã tan ra hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tiến hành sên mứt thôi. Mình sẽ nấu cái phần nước trước nha. Mình nấu cái phần nước nó sôi lên và nó cạn khoảng một phân nữa thì mình mới cho cái phần dừa vào và mình sên. Mọi người có thể thấy cái phần nước của mình nó đang sôi rất là dữ dội luôn. Sau khi sôi được và nó đã cạn bớt một nửa, cũng như là bong bóng nó đã nổi nhiều và nó chậm chậm á mọi người, thì mình cho cái phần cơm dừa vào và mình trộn đều lên. Và mình tiếp tục sên nha. Cái lúc nấu nước sôi á thì nước cho nó sôi á thì mình để lửa lớn. Còn khi mà sên với lại có cơm dừa rồi á thì mình phải chuyển sang lửa vừa thôi nha. Nếu gần cạn á thì mình chuyển sang lửa nhỏ. Tại vì cái phần cơm dừa non này nó cũng dễ bị khét lắm đó mọi người. Mình sên từ từ như thế này. Đến khi cái phần nước của nó gần cạn đó thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi vào nha. Sữa tươi không đường. Còn nếu các loại màu á thì mình sẽ cho sữa đặc. Sữa tươi không đường thì mình sẽ sử dụng 30ml nha. Cho sữa tươi vào thì mình sẽ tiếp tục sên với lửa nhỏ. Từ từ thì cái phần sữa nó sẽ rút vào trong cái phần cơm dừa của mình. Quá trình này thì mình sẽ để nguyên hoàn toàn, không cắt bớt gì hết. Nhưng chỉ để ở tốc độ nhanh hơn một chút xíu để mọi người có thể thấy được rõ cái quá trình nó kết tinh đường và nó bong lên như thế nào nha.
để biết cái phần dừa của mình nó đạt chưa á, thì mọi người lấy ra một cái và bẻ ra như thế này. Nếu cái phần dừa của mình nó chỉ còn độ dẻo, không còn thấy nước nữa, không còn có nước á, thì cái phần dừa của mình nó đã đạt rồi đó. Và tương tự như vậy thì mình sẽ làm hết các cái loại màu, các cái cơm dừa màu khác nha. Mình xơn cơm dừa gần cạn nước thì mình cho cái phần sữa đặc vào. Cho sữa đặc vào thì nó sẽ thêm độ béo, độ ngọt đó mọi người. Mình sử dụng ở đây mỗi phần như vậy là 2 muỗng canh sữa đặc. Nếu mọi người ăn kho ít béo thì mình sử dụng 1 muỗng canh thôi. Còn thích ăn béo nhiều như mình thì sử dụng 2 muỗng. Phần mứt dừa thanh long á mọi người thì giờ làm ra không có được cái màu đỏ như là mình xem trên cái các clip khác người ta hướng dẫn, mà nó ra cái màu hơi nâu nâu cam cam. Tuy là không ra được cái màu đúng chuẩn nhưng cái màu này thì giờ cũng thấy là cũng được, cũng không sao. Mứt sau khi mà mình đã xên xong thì mình sẽ đem mứt đi phơi ở dưới ánh nắng to khoảng từ 2 đến 3 giờ cho cái phần mứt của mình nó được khô hoàn toàn nha. Đảm bảo là nó sẽ không có bị chảy nước nha mọi người. Rồi mọi người ơi, như vậy là giờ đã
truyền thống bị sữa tươi. Đây là màu vàng của hạt chành dành, màu xanh của lá dứa, màu xanh dương của hoa đậu biếc, và cuối cùng là màu của thanh long. Đáng lẽ ra mình thấy trên mạng người ta làm á, thanh long sẽ ra màu đỏ đẹp lắm đó mọi người, mà không hiểu sao mình làm nó ra màu này luôn. Nó ra màu hơi cam cam mà cũng nâu nâu á. Thôi kệ đi, cũng có 5 màu luôn rồi nè. Rồi bây giờ thì giờ sẽ ăn thử nha. Cái phần mứt dừa của mình á thì nó mềm, nó ngọt vừa phải luôn mọi người. Ăn nó hơi bé béo nữa, rất là ngon, tại vì có sữa tươi trong đó đó. Rồi mình ăn thử mấy cái khác nha. Mấy cái loại này á thì mình cho sữa đặc vào, tại vì mình không dám cho sữa đặc vào trong cái mứt dừa màu trắng là do là mình sợ nó sẽ bị màu ngà ngà, màu vàng vàng ngà ngà đó mọi người. Mình cho sữa tươi vào trong cái màu trắng, còn các loại khác thì mình cho sữa đặc. Mứt dừa này á, để mình biết là nó có đạt chưa thì mọi người hãy thử lấy ra một cọng mứt dừa như thế này nè, rồi mình bẻ ra thử. Nếu mà ở bên trong nó chỉ có độ dẻo thôi, nó không còn nước nữa đó, thì nó đạt rồi nha mọi người. Còn nếu mà nó còn nước á, thì mình phải xoay thêm một chút xíu nữa nha. Cái này hơn mùi lá dứa luôn mọi người. Mình cũng nhịp hết ăn. Phần mứt dừa của mình á thì nó dẻo nè, nó mềm và ngọt rất là vừa phải luôn á mọi người, rất là ngon luôn. Để mà cái phần mứt dừa này á mọi người đảm bảo là nó khô ráo, không bị hư chảy nước á, thì mọi người sau khi đã sơn xong á thì mình có thể đem phơi nắng nè, hoặc cho vào lò sấy, thì cái phần mứt dừa của mình nó sẽ khô ráo và đảm bảo là để được lâu hơn đó mọi người. Mỗi cái phần mứt dừa này thì có cái hương vị đặc trưng của nó luôn. Ví dụ như là màu lá dứa này thì cũng có mùi thơm của lá dứa, ăn rất là ngon luôn á mọi người. Và mình đã làm được món mứt dừa ngon ngũ sắc như thế này rồi nè mọi người. Tuy là cái màu của mình làm ra thì nó không có đặc sản như là những mình đã coi ở trên mạng á, thì nó không có được màu đẹp như vậy. Nhưng mà mình làm bằng cái màu thực phẩm tự nhiên nên mình thấy là như vậy cũng được rồi mọi người. Rồi như vậy là mình đã làm được món mứt dừa ngon ngũ sắc rồi đó mọi người. Và mình hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ làm được món này để có một món mứt dừa thật là ngon để chiêu đãi cho gia đình dịp Tết này nha. Chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi đến hết video nha. Và mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, share video này và đăng ký kênh Cập Nhật TV để đón thêm nhiều video món ăn mới từ kênh nha. Và chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến hết video nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tới. Tạm biệt.